Xin chào tất cả các quý vị đang theo dõi livestream của DK. Và hiện giờ thì tôi vừa mới có mặt ở khu kỹ thuật laser của DK. Và trước màn hình ống kính đây là một ca lông mày. Cô đã làm xăm cái cặp lông mày này từ rất là lâu rồi, phải từ năm 1978. Và sau đó thì cô đi nước ngoài. Và bây giờ thì cô đã quyết định về Việt Nam và đến DK để xóa cái cặp lông mày cũ này đi. Và trước khi chuyên gia thực hiện laser cho cô thì chúng ta hãy cùng quan sát qua cái tình trạng cũ của cô nhé. Thấy là cái cặp lông mày này, cái dáng của cô này, dáng cong nhưng mà rất là nhỏ. Ngoài ra thì cái phần gốc mực thì đã bị trổ đỏ ở phần dưới rồi. Đó, và bên trên thì đang có dấu hiệu trổ xanh. Và bây giờ thì em xin mời chuyên gia bắt đầu thực hiện quá trình laser cho cô ạ. Và trước khi xóa mực này thì chuyên gia của chúng tôi đã thực hiện cái bước đó là bước khử đỏ rồi. Đấy, như là chúng ta có thể nhìn rõ cái tình trạng bây giờ này. Còn như là bên dưới đã hết sạch màu đỏ rồi, bây giờ chuyên gia đang thực hiện hút nhất cái mực này đi. Và như mọi người có thể thấy nhá, zoom laser đi đến đâu, mực mờ đi đến đó. Và vì cái gốc mực của cô rất là lâu rồi nên là nó cũng đẩy lên khá là nhiều. Và với tác động của laser thì như chúng ta có thể thấy là cái vùng da của cô không hề bị ảnh hưởng gì, không hề có dấu hiệu bong chóc hay là chảy máu. Và cái phần lông mày cũng vậy, lông mày thì không hề có cái dấu hiệu là bị cháy hay là bị ảnh hưởng. Và bây giờ thì mình có thể thấy được phân biệt được cái sự khác nhau trước khi và sau khi bắn rồi nhé. Và bây giờ thì chuyên gia sẽ thực hiện nước phần còn lại. Với công nghệ siêu laser Picomark tại DK thì trong những cái lần mà laser tác động vào da thì với cái công nghệ hiện đại này thì đảm bảo an toàn 100% cho khách hàng. Đó là xung laser này chỉ tác động hút mực thôi chứ không hề sinh nhiệt, cho nên là vùng da của chúng ta không hề bị ảnh hưởng nhé mọi người nhé. Đó, và bây giờ là hiện tại một liệu trình laser tại DK đang có giá niêm yết là 4 triệu, và hiện đang áp dụng chương trình giảm 40% nhân dịp Noel và năm mới 2020. Đó, và bây giờ thì đã hoàn thiện xong rồi, chúng ta hãy quan sát cái tình trạng bây giờ của cô nhé. Chị ơi, với cái tình trạng lông mày này của cô thì mình cần phải laser mấy lần nữa chị? Cái gốc mực của cô nó cũng làm lâu rồi ấy, thành ra là cũng sạch khá là nhiều. Chắc cô chỉ hút khoảng tầm đôi ba lần thôi, là có thể làm mới rồi. Đôi ba lần đấy là làm mới rồi, đúng không ạ? Và mình sẽ cả một liệu trình của mình là 4 triệu đúng không chị? Đấy là giá chưa giảm ạ, đúng rồi. Đúng rồi. Và chắc chắn là chuyên gia sẽ xóa cho đến khi nào sạch mực thì thôi, đúng không ạ? Mọi người lưu ý nhé, chuyên gia của DK sẽ xóa cho mình một liệu trình cho đến khi nào sạch mực thì thôi, chứ DK thì không hề bóc tách và tính tiền lẻ đâu ạ, không tính tiền từng lần, nên là các chị em yên tâm nhé. Vâng, và nếu như mà tất cả các chị em những ai có những cặp lông mày hỏng này, lỗi này đã khiến cho mình kém tự tin thì hãy nhân cơ hội này, các chị em hãy đăng ký ngay bằng cách là đặt lịch qua fanpage của DK hoặc là gọi điện đến số hotline 0911 31 000 nhé mọi người nhé. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngắn này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.